chào các bạn. Đây là mẫu chấm cơm của cơ sở sản xuất chấm Phong Vân. Chấm cơm là bằng gỗ mít bằng da bò và củ trắng. Chấm cơm có đường kính mặt chấm khoảng 12 cm, chiều dài 35 cm và họ vẽ hoa văn vải gấm rất là đẹp. Chấm cơm màu của nó dùng để biểu diễn lễ hội và các dịp lễ thiếu nhi là dùng để vui chơi học tập, rất phù hợp. Có thể dùng cho bé ở nhà để chơi. Dần dần trước này có bài hát cái chấm cơm nên khi múa bài này không thể thiếu chữ chấm cơm. Nếu quý khách có nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn thì liên hệ đến cơ sở Phong Vân tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Điện thoại là 0913 809 628 hoặc truy cập website dịchvuphongvan.vn để đặt hàng.